Hello mọi người, chúng ta chuẩn bị đến với trận chung kết đôi nam nữ lứa tuổi 19-25 ở nội dung phong trào. Tí nữa sẽ có trận đấu ở nội dung nâng cao nữa cơ mọi người. Đôi nam nữ phong trào nha mọi người. Mọi người có muốn zoom lại gần hơn một chút không ạ? Hay để như này ạ? Trên sân số 2, 12 đơn vận động viên Lý Hương, thể thao mùng 10 tháng 10, Hiền Chi, sư phạm thể thao. Về sân số 2, thi đấu trận chung kết đôi nữ 19-26. Trận đấu bắt đầu. Cầu ngoài sân điểm số 1-0. Trận đấu giữa Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Học viện Hành chính. Phía gần màn hình là cặp đôi Học Nguyệt của Học viện Hành chính và đối thủ của họ là cặp đôi Kiên Thảo của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ở trận chung kết này thì hai điểm số 3-1. Ép cầu tốt, cầu trong sân, đổi điểm 2-3 cho Học viện Hành chính. Phản cầu rất hay từ Kiên Trần. Điểm số 4-2. Cầu lỗi từ Thạch Thảo, đổi điểm 3-4. Cầu ngoài sân, 4-4. Trận kia đấy nam nữ rất hay. Trận cầu rất tốt. Điểm số 5-5. Tuy điểm số rất ngang nhưng mà có vẻ chưa có điểm cầu hay. Cầu ngoài sân, đội điểm 6-5. Thắng đánh trận sau à?
Rất hay. 6 đều. Số 18 cho cặp đôi của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Cầu dài 90. Một cầu tốt, điểm số 10 đều. Các vận động viên tỷ cầu rất hay. Ở sân bên cạnh thì cũng đang diễn ra trận chung kết đôi nữ. Rất ngang tài ngang sức. Điểm 11-10. Dừng cổ tay rất hay. Rất đáng tiếc, vô cầu ngoài sân nữa rồi. 12-10 cho Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Tiếp tục là một tình huống cầu lôi. Chém cầu quá sát. 14-10. Nữ của học viện học viện hành chính có khá nhiều đường cầu lôi. Điểm số 16-10. Cặp đôi của học viện hành chính theo đánh giá từ vòng ngoài họ đã có những cái gọi là không hợp nhau trong lối đánh. Tuy là giành chiến thắng nhưng mà đánh vị trí nhiều khi rất là lộn xộn, cảm giác nó không được ăn khớp với nhau cho lắm. Cặp đôi học Nguyệt. Đấy là cảm nhận của cá nhân Hùng nha mọi người.
đánh rất nhiều trận với cặp đôi yếu hơn về trình độ rất nhiều, nhưng lại không thể nhiều trận không thắng sâu được. Và hai vận động viên rất hay hỏng. Theo Hùng thì do Nguyễn Học để nữ xuống quá nhiều, đẩy nữ xuống quá nhiều. Đấy, có lỗi rồi. 17-10 cho Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ở ngoài sân 18-10. Số 19-10 cho Kiên Trần và Thạch Thảo. Tiếp 2, địa điểm 11-19. Kiên Trần cố lên. 12-19. Kiên Trần cố lên. Viên của Học viện Hành chính đánh lỗi hơi nhiều. Phát cầu tốt. 22-12. Tôi học Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đánh quá ăn ý với nhau. Và họ cũng đang có phong độ thi đấu thực sự tốt, cũng như tâm lý thi đấu hết sức bình ổn. Nguyễn Học xem chừng có vẻ nản nản rồi. Nguyễn Học thắng Kiên Trần nhiều lắm rồi. Thường thì ở nội dung đơn nam, bây giờ đánh nam nữ Kiên Trần đánh khéo hơn, rất tốt. 23-12. Chúng ta trận đấu mà Hùng đang chờ đón chờ nhất là trận đôi nam nâng cao và đơn nam nâng cao. Số 24-12. 25-12 chứ. 24-12. Chúng ta 15-16 mới đổi sân chứ nhỉ. À, đổi sân rồi. Mới xét 25. Số 13-24. Trận đấu sẽ được đánh một set 31 nha mọi người.
Nguyễn Học phải chạy khá nhiều, không bao kín sân được. Rất cố gắng. Điểm số 25-13 cho cặp đôi của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Thạch Thảo và Kiên Trần. Hai mươi sáu mười bốn. Năm 26. Điểm 17-26. Kiên Trần Thạch Thảo cố lên. Điểm số 18-27. 28-18. Sắp đánh luôn là Việt Anh. Trận sau luôn á. Trận sau đánh luôn chung kết đôi nam mọi người ạ. Rất hay. 29-18. Cố lên. Trên sân số 2 ở nội dung đôi nam 19-26 chung kết Dũng Anh Học viện Tài chính gặp Hải Trường Học viện Hậu cần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi từ đầu đến cuối vẫn là giành.